xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Bây giờ mình đang gáp cặp lo quay lên cho anh em xem nha. Bát này là lo bát 25 hiệu Funer. Đó, cặp này gáp lên và mình sẽ bán giá là 800k. Có vị khách ở Bình Dương đặt nha. Nhưng mà không biết khi mà mình đăng clip này lên báo chú đó ông có lấy hay không. Thì trong quá trình mình gáp mình sẽ quay lên luôn. Đó, coi bên trong có gì và lo nó như thế nào. Thì bên trong thùng này, cái thùng này là bát 25 thùng nằm, có ốc treo lo ở trên cao luôn nha anh em, có hai con ốc bắt cái bát treo tường luôn. Đó, bên trong là như thế này, có gòn mút nè. Thì lo này là ba đường tiến, một bát và hai chép. Cái bên đây cũng như vậy. Thì trên tình trạng thùng là tương đối không nở bể, nhưng mà nó có bị trầy xước, chuột gặm nha anh em, chuột gặm nè, nó gặm gốc vậy. Nói chung lo cũng tương đối, nhưng mà thùng lo chúng ta nhìn đẹp nha, nhìn còn đẹp còn được, chứ không phải là thùng nở bể. Lưới sắt hiệu Funer nha. Rồi, lo là như thế. Ở đằng sau đây để mình quay luôn. Đó, trời hiện tại đang chuyển mưa rất là lớn, chuyển mưa đang khui nha anh em, nên quay nó tối. Giác này là giác xế chiều rồi. Đây, lo Funer 3 quay. Đó, 400W. Cổng ra lo cổng dặn nha anh em, cổng dặn loại dây loại đồng tốt luôn. Rồi, thì tình trạng thùng lo là mình tí xíu sẽ gáp lên thùng. Rồi bây giờ quay cái lo. Đây. Để coi lo chúng ta có những gì. Thì một cặp bát 25. Bát 25 màn zin một cái quấn rồi nghe anh em. Hàng về là có một cái quấn nhưng mà còn hết tốt, âm thanh test ra hay bình thường. Đây, cái này quấn nè. Cái này quấn nha. Từ nè, từ này là từ 120 nha anh em. Từ dày 120. Cũng thuộc dạng là từ trung bình, đánh được, đánh lớn được, ngon. Một cái này quấn. Còn con này zin. Lo còn hát tốt nha anh em. Hát tốt full chức năng. Đó, còn này zin nè. Này là con 38 nha. Đó, con 38. Rồi, bát màn viền đẹp hết, một cái quấn. Rồi, tình trạng chép là mình sẽ đổ 4 con chép vô. Đổ 4 chép này là chép đẹp zin. Hát tốt. Từ bự. Đó, 4 con này nha anh em, 4 con giống y chang từ chà ná nè. Đó. Mình sẽ hay. Nói chung lo gáp, lắp gáp, sàn lắp linh kiện phụ kiện cũ nhưng mà đồ còn ngon nè. 4 con chép đẹp hết nha. 4 con chép zin đẹp hát tốt. Rồi bây giờ test luôn. Đây là mình sẽ lên cho em nó một bộ phân tầng như thế này. Đâu còn cái gì được. Chờ tí xíu. Đây mình sẽ lên cho bộ phân tầng 3 quay. Đó, có cái bóng đèn cản luôn nha anh em. Đó, có con điện trở đèn cản. Hai con tụ cản chép. Đó, lên bộ phân tầng này. Ok. Rồi bây giờ test chất âm. Chất âm sóng cho cặp lo của chúng ta. Cho các con lo nhỏ ha, các lo test chắc âm trực tiếp luôn. Rồi cầm máy quay giùm anh trai ơi. Rồi các bạn chờ tí xíu, quay từ từ thôi, quay vô lo nha. Đây mình sẽ test. Đây. Đây, một cái lo. Đây, tiếp tục là 4 con chép này, tình trạng là chép hát tốt, zin hết nha. Đây.
Rồi để mà đang quay phim. Cảm ơn nhiều. Thời gian chúng tôi thương mến quên sao được. Để tới con trả dĩa cho. Đây. Đó, cái chép thứ hai nha anh em. Chép thứ hai hát tốt nè. Rồi chép thứ ba. Đây. Quay vô trực tiếp cái chép nha. Rồi, đó, cái thứ ba nghe anh em. Tiếp tục cái cuối cùng. Cái cuối cùng đây, đó, bốn con chép mình sẽ test trực tiếp, test sóng. Bây giờ bao test bao hát luôn. Đây là con chép thứ tư. Là bốn con chép này còn hoạt động tốt và chép pin luôn nha anh em. Tiếp đến là test cặp bát. Đó, mình sẽ test cặp bát. Đây. Hơi khó cầm nha anh em, tại cái độ bự của em nó rất là bự nên mình cầm một tay à, một tay chỉ dây dần. Đừng đâu để đợi mình. Đó. Rồi test nhanh gọn nha anh em. Còn lại một cái cuối à, cái này là cái bát quắn nè, thử coi chắc âm ra như thế nào nha, thử coi chắc âm nó có tốt không nha các bạn. Đây. Cành đào là lo của chúng ta à, hát tốt full hết thì tình trạng nó như thế nào mình cũng báo. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em gáp và làm cho em nó ngon lành cành đào, rồi em sẽ quay lên tiếp. Rồi chào anh em, tiếp tục clip đây à, em nó đã gáp hoàn thành và đã test chất âm hát má la rất là hay, chỉ 800k. Cặp hùng này là hùng tốt nha anh em, vỏ dày ghinh nặng. Còn cặp lưới để tí xíu em sẽ gáp lại. Thì bây giờ đã gáp lo xong phân tầng ốc ác, đã dặn chắc kỹ lưỡng hết rồi. Đó, bây giờ anh test nhạc luôn, đánh rất là lực nha anh em. Bass 25, bốn con chép zin, chép zin từ lớn. Đó, 800k. Rồi lại cho volume lớn. Lớn lên. Quýnh quá dữ nha anh em, cặp này 800k, hàng hot luôn, bao ngon. Nhưng mà có chú kia ông đặt, thì nếu mà báo khách Bình Dương không lấy thì bác nào điện hữu duyên đi, còn thì đợi ha. 800k, bao giá tốt nhất thị trường, lo hát siêu hay, bát đập là hủng bum luôn nha anh em. Giờ gáp lưới vô nữa là ngon lành cành đào. Rồi đó, đang test trực tiếp nha, hai cái hùng, một cặp lo bass 25 hiệu là Huner 800k. Rồi xin chào, phan vẫn chờ anh em, nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ cho em nha. Em sẽ lên tiếp tục rất là nhiều sản phẩm âm thanh, lo âm ly các loại, hàng ngon, hàng bổ, hàng rẻ.